các cổ động viên của Hải Phòng đang lo lắng. Cú đá của Minh Phương vừa rồi đã chạm vào hàng rào của Hải Phòng. Lucas, cơ hội dành cho cầu thủ Á Bang. Bên trong là Pagan. Không được, chạy ở phía bên kia thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn. Sự lúng túng của các hậu vệ Đà Nẵng. Rất tiếc là Lucas đã quá vội vàng với pha xử lý này. Anh đã kết thúc ngay. Đá nguy hiểm. Phòng. Vừa rồi thì các thủ Hải Phòng đã dâng lên phía trên với quân số thủ Hải Phòng. Người đang bị đau bên phía Hải Phòng là Tiến Duy. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy là đã có hai cầu thủ của SHB Đà Nẵng dành cho SHB Đà Nẵng. Phòng. Vũ Phòng đã rất mưu mẹo. Minh Phương. Khá nguy hiểm, như vậy là tỷ số đã được mở cho SHB Đà Nẵng. Một bàn thắng có thể nói là dễ dàng của Mamic. Đà Nẵng đã vượt lên dẫn trước từ cú đánh đầu rất khôn ngoan của Mamic. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lại xuất phát từ quả đá phạt góc của Minh Phương. Hàng phòng ngự của Hải Phòng đã chơi không tốt. Họ đã để cho Mamic hơi thoải mái. Hagan không được. Hagan đã ngã trong vòng cấm của SHB Đà Nẵng và sẽ có một quả penalty cho đội chủ nhà. Thẻ vàng đã được rút ra. Một thẻ vàng dành cho cầu thủ Đà Nẵng và một quả penalty cho Hải Phòng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha phối hợp rất tốt của cầu thủ Hải Phòng. Và đúng là Fagan đã bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Hải Lâm. Trên chấm 11m để có thể san bằng tỷ số cho Hải Phòng, giúp được nhà lấy lại tinh thần. Rất tốt. Lucas đã san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà Hải Phòng. Đây là pha ghi bàn thứ hai của Lucas tại Exibank V-League năm 2014. Vậy là cả hai bàn thắng của hai đội cho đến nay đều được ghi do công của các tiền đạo. Trong tầm tay của Hải Phòng với pha xử lý có thể nói là không thể tin được. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là Trần Văn Học đã phát hiện tình huống rất nhanh. Không thể cản phá. Trần Văn Học đã thể hiện được sự tinh danh.